Xin kính chào toàn thể quý anh chị đang xem kênh bán hàng của ô tô FK Hải Dương. Có địa chỉ tại số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Kết nối Zalo, Facebook theo số hotline 0978 607 555. Và xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đây là một chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2013, form mới và đang mang biển số 36A07160. Chiếc xe này đang có giá chào bán tại salon ô tô FK Hải Dương là 725 triệu. Xe cam kết chuẩn máy zin, thân vỏ không đâm không tai nạn. Keo chỉ nguyên zin hết. Xe này được trang bị option khá là đơn giản. Chiếc xe máy dầu số sàn, động cơ 2.5 và tiêu hao khoảng tầm 7,5-8 lít dầu cho 100 km. Xi nhan tích hợp trên gương, xe gầm cao đăng ký 7 chỗ ngồi, có thể đi được 8 người. Ưu điểm của chiếc xe này thì là nó là lành, máy rất lành, động cơ khỏe, đi đường địa hình thì khá là ổn. Mà cái bản máy dầu này thì rất là giữ giá. Nội thất chiếc xe này, nội thất ghế da rồi, ghế bọc da, màn hình, đây, số sàn, vô lăng, cần số rất là đẹp nha, sản xuất 2013. Keo chỉ đây. Sẽ quay khoang động cơ. Chắc
con động cơ của xe đây. Quý vị nào đang cần mua chiếc xe như thế này thì liên hệ ngay cho em số hotline 0978 607 555, xem xe trực tiếp tại địa chỉ salon nhà em ở số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, và giá chiếc xe này là 725 triệu.